Ok xin chào các bạn Casio fan yêu quý của Belo và tiếp tục loạt video về dòng ECB 20 à, thì ở đây thì Belo vừa có đập hộp cho các bạn xem cái phiên bản ECB 20 D1A rồi à, và tiếp tục để giúp cho các bạn là chúng ta đã mua những cái phiên bản ECB 20 tại Belo à, chúng ta dễ dàng sử dụng hơn thì Belo tiếp tục cùng với các bạn chúng ta sẽ kết nối cái phiên bản ECB 20 của chúng ta với điện thoại hay là máy tính bảng à, cũng sẽ tương tự nhau nha các bạn và để kết nối với ECB 20 với cả điện thoại là máy tính bảng của các bạn thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái ứng dụng mà Edifit connected thì các bạn có thể lên chợ ứng dụng tùy theo cái hệ điều hành mà loại điện thoại các bạn đang sử dụng nếu mà các bạn dùng iPhone hay là iPad thì chúng ta có thể lên App Store để chúng ta download về nếu mà các bạn sử dụng Samsung hay là Android thì chúng ta có thể lên chợ ứng dụng Google Play để chúng ta download về nó rất là dễ dàng các bạn chỉ cần search cái Edifit logo cái thương hiệu Edifit ra thôi thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái app Edifit Connected và sau đó chúng ta download về và chúng ta sẽ cùng kết nối với cả à, những chiếc đồng hồ Edifit của chúng ta được. Rồi à, và các bạn có thể thấy đây là cái màn hình chính của ứng dụng uh, Edifit Connected thì uh hiện tại Casio họ sẽ trang bị cái ứng dụng Edifice Connected này cho các cái dòng uh, Edifice khác nhau như là ECB 10, ECB 20, ECB 800, 900, EQB 1000 và EQB 1001 uh, thì tùy vào những cái phiên bản mà các bạn uh, đã mua thì chúng ta sẽ uh, chọn đúng cái mục uh, mà chúng ta tương ứng với cái đồng hồ của chúng ta nha và hôm nay về uh, cái phiên bản ECB 20 uh, do đó thì chúng ta sẽ click vào cái phần ECB 20 này, OK. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình ở đây Sau khi mà các bạn kích vào cái ECB20 à, Chúng ta sẽ thấy một cái màn hình à, hướng dẫn cho các bạn Là chúng ta sẽ sử dụng cái nút ở phía dưới bên phải này Và chúng ta sẽ hold 2 second Tức là chúng ta sẽ giữ cái nút phía dưới bên phải này trong vòng 2 giây Đấy, và các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta giữ hai giây Và chúng ta sẽ thấy đồng hồ kêu pip pip lên Và ngay lập tức thì ứng dụng của chúng ta nó sẽ... À, phát tín hiệu đến đồng hồ và hai cái nó sẽ được kết nối với nhau và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có the time and data the time zone data was updated thì khi, ngay khi mà các bạn kết nối đồng hồ với cả ứng dụng thì lập tức là tất cả những cái thông số về giờ cũng như là ngày tháng thứ thì lập tức nó sẽ được đồng bộ theo điện thoại của các bạn luôn, rất là tuyệt vời. Và mình luôn luôn khuyến nghị các bạn chỉnh giờ với những mẫu Edifit Connected Edifit sử dụng kết nối Bluetooth là thông qua ứng dụng Edifit Connected bằng cách là chúng ta kết kết nối vào nó vào ứng dụng thì ngay lập tức là chúng ta sẽ thấy sự đồng bộ rất là tuyệt vời mà Casio Uh, edifice họ đã trang bị cho chúng ta uh, Và tiếp tục thì các bạn sẽ thấy là uh, Chúng ta sẽ có những cái màn hình uh, Nêu những cái tính năng chính của ứng dụng Như là uh, Guide này Chúng ta sẽ có một cái Tab Guide Để chúng ta hướng dẫn sử dụng này uh, Stopwatch, bấm giờ thể thao này Chúng ta có thể tinh chỉnh những cái thông số Về bấm giờ thể thao này World Time, tức là Tinh chỉnh cái múi giờ quốc tế, World Time, uh, Utility Chúng ta có thể tinh chỉnh những cái chức năng khác của đồng hồ Như là báo thức chẳng hạn hay là thời gian bấm giờ đếm ngược Và các bạn có thể sử dụng cái Schedule Timer Tức là cái chế độ sắp lịch rất là tuyệt vời của Adafit à, Và chúng ta sẽ có thể đồng bộ được với cả cái uh, OS Calendar Calendar Information in the Watch Rất là tuyệt vời Và chúng ta sẽ bắt đầu kết nối Rất là đơn giản như vậy chúng ta sẽ thấy là Edifit muốn truy cập lịch của các bạn Đó, và tất cả những cái gì mà bạn cài đặt ở trên cái uh, app Edifit Connected này thì nó sẽ đồng bộ với những cái lịch uh, trên uh, iOS hay là Android của các bạn rất là tuyệt vời rồi và ở đây uh, chúng ta sẽ có tab guide này tab đầu tiên này thì chúng ta có thể xem hướng dẫn sử dụng nhanh ở trên cái tab guide này à, với những chiếc đồng hồ edifit Connected bluetooth thì chúng ta có thể thao tác được toàn bộ những cái tính năng à, chúng ta có thể chỉnh giờ ngay ở trên trực tiếp ở trên đồng hồ mà chúng ta không cần kết nối bluetooth tuy nhiên thì Bello khuyến nghị các bạn là các bạn kết nối bluetooth vào thì nó sẽ rất là nhanh và nó rất là chính xác còn nếu mà các bạn muốn chỉnh tay thì các bạn có thể thê, à, xem cái tab guide này rất là tuyệt vời chúng ta sẽ có stopwatch này các cái mode của Edifit ECB 20 của chúng ta sẽ đều được à, hướng dẫn bằng à, biểu đồ cũng như là chú thích rất là trực quan ở trên à, à, nền ứng dụng này thì các bạn các bạn thông thạo một chút về tiếng Anh thôi thì các bạn à, sẽ rất là nhanh chóng chúng ta à, nắm được cái cách mà chúng ta thao tác trực tiếp ở trên đồng hồ rất là đơn giản thôi à, và nếu mà các bạn còn thấy khó khăn gì thì các bạn cứ hãy chia sẻ lại cho uh, Belo ở trên fanpage di uh, soc vn của Belo hoặc là trên kênh youtube di vn ở trên youtube của Belo để Belo có thể tiếp nhận và nếu mà các bạn nhiều các bạn mà gặp khó khăn trong quá trình uh, sử dụng thì Belo sẽ thực hiện uh, video clip để có thể hỗ trợ các bạn thêm rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái phần stopwatch uh, và như ở trong video clip đập hộp thì mình cũng đã giới thiệu cái tính năng mà đồng bộ cái đĩa, uh, thông số bấm giờ thể thao sau khi mà các bạn sử dụng ecb 20 để các bạn bấm giờ thể thao trong cuộc sống hàng ngày thì các các bạn có thể import đó import tức là đồng bộ cái thông tin từ đồng hồ lên ứng dụng để chúng ta theo dõi được những cái thành tích của chúng ta ok à, và tiếp tục chúng ta sẽ có tab world time ở à, đây chúng ta sẽ có à, múi giờ của ba hơn 300 thành phố trên thế giới rất là thoải mái à, và khi mà các bạn kết nối với cả ứng dụng thì ngay lập tức thì nó sẽ xếp cho chúng ta cái giờ home time là Hồ Chí Minh City à, và các bạn có thể thay đổi cái ở cái múi giờ world time này để chúng ta xem được cùng lúc song song hai múi giờ À, ở đây thì chúng ta có thể xét giờ quốc tế này và nếu mà các bạn ở hồ chí minh rồi thì chúng ta có thể để nguyên còn nếu mà các bạn ở hà nội này thì chúng ta có thể đổi cái giờ này về hà nội việt nam set this city to the watch như vậy là xong chúng ta đổi múi giờ rất là dễ dàng thao tác ở trên ứng dụng thì bao giờ nó cũng sẽ tuyệt vời hơn là chúng ta thao tác ở trên có mỗi bốn cái nút bấm ở trên đồng hồ rồi chúng ta sẽ xét được cái giờ hà nội này và giờ World Time Và chúng ta sẽ swap nó Chúng ta sẽ đổi nó Đấy, Với giờ của Hồ Chí Minh City Thì nếu mà các bạn ở Hà Nội Chúng ta có thể đổi như thế này Và chúng ta sẽ gửi cái cấu hình này Đến cho đồng hồ Như vậy là xong rồi, và ở đây tiếp tục thì ngoài cái việc các bạn có thể chọn những cái múi giờ world time thì các bạn có thể thấy là như ở trên màn hình này thì chúng ta sẽ xem được song song cùng lúc hai múi giờ à, với giờ home time chúng chúng ta nó sẽ hiển thị ở cái giờ kim này, còn giờ world time thì à, Casio họ cũng chú thích cái màu xanh ở đây. Có nghĩa là gì các bạn sẽ xem được cái giờ world time giờ quốc tế song song hai hai múi giờ ở cái màn số điện tử này. Và các bạn, ví dụ là các bạn có thể xem được song song giờ ở Hồng Kông hay là Paris, London chẳng hạn thì chúng ta có thể cài đặt những cái múi giờ quốc tế này để chúng ta có thể xem được song song cùng lúc hai múi giờ tùy vào nhu cầu của chúng ta. Và những cái thao tác ở trên ứng dụng thì luôn luôn rất là tuyệt vời và rất là trơn tru, mượt mà cũng như là rất là dễ thao tác. Rồi và tiếp tục thì chúng ta sẽ có thêm một cái tab nữa là cái tab cái chức năng uh, như là schedule timer này những cái chức năng đặt lịch Set lịch rất là tuyệt vời này và các bạn có thể chúng ta vọc vạch thêm ở đây chúng ta có thể đặt báo thức này và Edifit SCP-20 của chúng ta nó sẽ cho chúng ta đặt cùng lúc năm báo thức này với cả một cái uh, signal này signal này có nghĩa là âm báo tròn giờ thì ví dụ các bạn muốn 1 giờ 2 giờ không mà nó uh, đồng hồ nó píp pip lên thì các bạn có thể kích hoạt cái chế độ này lên nó rất là trực quan mà nó nằm ngay cái tab uh, uh, Utility này ở phần uh, phía dưới cùng này để các bạn có thể thao tác này và chúng ta sẽ có timer này À, tức là cái thời gian bấm giờ đếm ngược Thì mặc định của nó là 10 phút Thì các bạn có thể điều chỉnh là 10 hoặc 15 phút này Và các bạn gửi đến đồng hồ Rất là dễ dàng à, Và các bạn có thời gian thì mình cũng rất là muốn là các bạn cài đặt cái ứng dụng này vào Và các bạn à, cùng à, chúng ta xem là chúng ta sẽ trải nghiệm cái ứng dụng Edifit Connected này mà Casio họ đã dày công xây dựng cho chúng ta rất là hay ho và một cái điểm lưu ý đặc biệt với các bạn là thông thường thì các bạn là rất là hay bỏ qua cái mục setting này à, thì các bạn hãy kích vào cái phần ô setting ở phía trên góc phía trên bên phải này và tiếp tục các bạn kích vào tên của đồng hồ để các bạn có thể cài đặt tên của tên của đồng hồ theo ý muốn của các bạn này và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được một số thông tin hữu ích khác như là Phone Finder Setting này Chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhạc chuông khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng tìm điện thoại này À, và chúng ta có thể điều chỉnh cái light setting này, thời gian sáng của đèn này. Chúng mặc định thì đồng hồ nó sẽ là 1.5 giây, chúng ta có thể điều chỉnh lên 3 giây này và chúng ta có thể kích hoạt auto light. Auto light có nghĩa là gì khi mà chúng ta nghiêng đồng hồ lên một góc 45 độ thì đèn nó tự động sáng. Thì các bạn có thể kích hoạt cái uh, chế độ này lên rất là hay và chỉ khi mà các bạn kích vào cái phần ô setting thì các bạn mới định, uh, điều chỉnh được thì rất là mong các bạn sẽ lưu ý uh, để chúng ta có thể sử dụng một cách tiện lợi nhất và cái khi mà các bạn điều chỉnh trên xong trên ứng dụng này thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta nghiêng đồng hồ lên một góc 45 độ này thì đèn nó sẽ tự động sáng mà không cần phải ấn nút nào cả nó sẽ rất là tiện lợi và để tiết kiệm pin đi thì các bạn có thể vào lại ứng dụng để các bạn uh, tắt đi à, tuy nhiên thì uh, chúng ta không cần ngần ngại lắm vì Belo thay pin miễn phí trọn đời cho chúng ta thì các bạn cứ dùng thoải mái hết pin thì các bạn có thể mang qua Belo lên hành tôn hoặc là Belo lên thái tổ để chúng tôi có thể thay pin cho các bạn à, và tiếp tục thì chúng ta có thể watch display setting này chúng ta có thể điều chỉnh cái kiểu hiển thị của uh, đồng hồ này chúng ta có thể đổi giữa hiển thị giờ là 12 24 giờ này à, cũng như là setting Monday order này tức là à, ở nước ngoài thì họ sẽ hiển thị là ngày tháng trước ngày sau còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ là ngày trước tháng sau thì chúng ta có thể điều chỉnh lại và điều chỉnh xong thì chúng ta lại gửi cái cấu hình này đến đồng hồ mà thôi tất cả những cái thông số này sẽ thao tác rất là tuyệt vời ở trên ứng dụng rất là ngon à, và nó cái app edific connected này thì liên tục được casio cập nhật do đó là theo như uh, kinh nghiệm của belo thì nó cũng đã ngon hơn rất là nhiều tức là nó đã mượt hơn và nó thao tác nhanh hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản app đời đầu à, và tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần uh, mục nó là adjusting the home position à, tức là gì khi mà các bạn sử dụng một thời gian mà các bạn uh, để đồng hồ ở những nơi uh, mà nó có nhiều cái từ tính thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là các bạn thấy giờ số nó là 18 giờ 38. Tuy nhiên cái giờ kim nó bị lệch đi, nó không chỉ đúng 18 giờ 38 hay là 39 như bây giờ nữa mà nó lại chỉ ra khoảng 12 giờ 00 chẳng hạn thì các bạn có thể vào đây để chúng ta cân lại. À, và các bạn cân lại và các bạn à, cân lại và các bạn thấy khó khăn như thế nào thì các bạn lại inbox cho fanpage của belo thì belo sẽ à, thực hiện một cái video clip riêng vì khá là nhiều bạn à, hay hỏi về cái vấn đề này thì belo sẽ thực hiện một cái video clip riêng để các bạn có thể dễ dàng chúng ta tìm kiếm khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng mà giờ kim nó không khớp với giờ số nha chúng ta sẽ cân lại trên ứng dụng rất là dễ dàng thôi thì mình sẽ giới thiệu cái video clip đó với các bạn trong những cái video clip tiếp theo rồi à, và các bạn vừa mới trải nghiệm một cái video clip mà kết nối uh, Edifit ECB 20 phiên bản Edifit Connected uh, Bluetooth mới nhất mà Casio vừa mới ra mắt trên thị trường uh, cùng với Belo Lehto uh, và rất là mong qua video clip này thì cũng đã đem đến một số những cái thông tin hữu ích cũng như là giúp cho các bạn mà chúng ta đang sở hữu ECB 20 mà chúng ta mua tại Belo Lehto thì chúng ta có thể tự mình chúng ta giúp cho chúng ta dễ dàng chúng ta tìm hiểu hơn và nếu mà các bạn có bất kỳ cái khó khăn gì thì đừng ngần ngại các bạn hãy inbox cho fanpage di súc vn của belo để belo có thể trực tiếp hỗ trợ cho các bạn và rất là cảm ơn sự theo dõi cũng như là ủng hộ. À, vô cùng là quý báu của bạn uh, Casio Fan, Ziock Fan trong uh, suốt thời gian qua à, và tiếp tục thì Belo rất là mong uh, trong năm 2021 thì Belo sẽ còn làm tốt hơn nữa về mảng đồng hồ Casio và rất là cảm ơn các bạn đã tiếp tục uh, cho Belo một năm 2020 tiếp tục khẳng định uh, vị thế số 1 về đồng hồ Casio tại thị trường Việt Nam và Belo rất rất là cảm ơn sự ủng hộ các bạn và mọi uh, khó khăn uh, mọi khúc mắt thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho fanpage gsoc vn hoặc các bạn liên hệ trực tiếp đến hotline của belo à, theo cái các mà mình đang show cho các bạn xem ở đây và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo à, còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây xin chào và hẹn gặp lại